xin chào quý vị và các bạn thưa quý vị nắng nóng đã chính thức quay trở lại trên khu vực bắc bộ vùng áp thấp nóng từ phía tây đang phát triển và mở rộng dần sang phía đông nam ngày hôm nay thì trời tiếp tục còn nắng từ sớm nhiệt độ vào lúc trưa và chiều sẽ tăng cao ngoại trừ vùng ven biển trời còn dịu mát hơn với nhiệt độ ở vào khoảng 33 đến 34 độ các khu vực còn lại của bắc bộ đều đạt mức là 35 đến 36 độ một số nơi ở phần phía tây bắc bộ nhiệt độ còn lên đến 37 độ ban ngày trời không mưa vào lúc chiều tối thì mưa chỉ xảy ra ở vài nơi với lượng không nhiều và cũng kết thúc khá nhanh. Áp thấp phía tây phát triển sang phía đông nam, hiệu ứng phơn lại có điều kiện phát triển mạnh hơn trên khu vực trung bộ. Ngày hôm nay thì nắng nóng ở miền Trung xảy ra trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến khoảng từ 35 cho đến 37 độ. Một số nơi thuộc vùng núi phía tây còn xảy ra nắng nóng gai gắt với nhiệt độ trên 38 độ. Người dân cần chủ động có những biện pháp ứng phó và thích nghi với sự khắc nghiệt của thời tiết vì dự báo tình hình nắng nóng tại miền Trung vẫn còn tiếp tục duy trì trong những ngày sắp tới. Trong khi đó thì tại Nam Bộ và Tây Nguyên, hôm nay vẫn là một ngày ít mưa, nắng lên từ sớm và kéo dài đến tận chiều tối. Tình trạng mưa vào lúc chiều tối tại Tây Nguyên như những ngày vừa qua cũng suy giảm, mưa chỉ còn xảy ra cục bộ ở một vài nơi với lượng ít, thời gian mưa cũng không kéo dài. Nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 32 đến 34 độ ở khu vực Tây Nguyên. Nam Bộ thì ngày còn xảy ra nắng nóng trên diện rộng nhưng với mức độ không quá gay gắt, với nhiệt độ phổ biến từ 35 cho đến 36 độ. Trời tiếp tục khô nóng vào lúc giữa trưa và chuyển sang oi nóng vào lúc chiều tối. Cụ thể ngày hôm nay, thời tiết trên các đô thị lớn được dự báo như sau. Thưa quý vị, ngày hôm nay nắng nóng sẽ duy trì tại khu vực thủ đô Hà Nội. Trời nắng sớm từ khoảng 7 giờ sáng và kéo dài đến hơn 5 giờ chiều. Trưa chiều nhiệt độ sẽ đạt mức cao nhất là 35 cho đến 36 độ. Mức nhiệt này sẽ gây ra tình trạng mệt mỏi cho cơ thể nếu chúng ta phải làm việc ngoài trời lâu khi hoạt động ngoài trời, điều cần thiết là quý vị nên trang bị những vật dụng che nắng. Quan trọng hơn là cần bổ sung nước uống đầy đủ cho cơ thể. Một ly nước hoa quả mát lạnh sẽ làm cơ thể tỉnh táo và xua tan mệt mỏi trong ngày hè nóng đực này. Về đêm thì Hà Nội hầu như không mưa, nhiệt độ sẽ giảm xuống mức từ 26 đến 27 độ. Trong khi đó thì thành phố biển Hải Phòng nằm sát biển nên thời tiết có phần dịu hơn với thủ đô Hà Nội. Nhiệt độ thấp nhất vào ban đêm và sáng sẽ dao động từ 25 cho đến 26 độ và cao nhất ở vào khoảng là 33 độ. Tuy nhiên, đây là mức nhiệt ở vùng ven biển, còn trong nội thành với hệ thống đường bê tông chằng chịt, nhiệt độ sẽ có khả năng cao hơn từ 1 đến 2 độ nên thời tiết cũng từng đời nóng. Chính vì vậy mà nhu cầu dùng điều hòa để làm mát không khí trong phòng là rất cao. Tuy nhiên, người dân cũng nên có ý thức tiết kiệm điện, nên đặt nhiệt độ điều hòa ở trong khoảng tầm 25 cho đến 26 độ. Nằm trong xu thế tăng nhiệt chung của các tỉnh miền Trung, Nền nhiệt tại thành phố Đà Nẵng ngày hôm nay sẽ tiếp tục tăng lên so với ngày hôm qua khoảng 1 độ nữa và đạt ở mức 35 đến 36 độ vào lúc trưa và chiều. Ngày nắng nhiều, độ ẩm không khí buổi trưa giảm thấp, gây ra cảm giác khó chịu cho người dân và du khách. Ban đêm tại Đà Nẵng mưa ít có khả năng xảy ra, nhiệt độ thấp nhất là từ 26 đến 27 độ. Trong những ngày nắng nóng như thế này, nếu quý vị có ý định du lịch thì Bà Nà Hiu với khí hậu mát mẻ, phong cảnh đẹp như tranh sẽ là nơi lý tưởng cho quý vị thành phố Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục những ngày nắng nhiều và nóng. Nếu những ngày trước vào lúc chiều tối thường xuất hiện những cơn mưa rào và rông làm dịu mát cho bầu không khí thì ngày hôm nay có khả năng sẽ là ngày gián đoạn mưa. Những cơn mưa chỉ còn xảy ra cục bộ vào lúc chiều tối với lượng không đáng kể và kết thúc khá nhanh nên bầu không khí vào thời điểm này vẫn khá oi. Trưa chiều trời khô nóng với nhiệt độ cao nhất lên đến 35 đến 36 độ và độ ẩm giảm chỉ còn khoảng 55%. Về đêm thì nhiệt độ tại thành phố dao động từ 27 đến 28 độ. Thời tiết tại thành phố Cần Thơ cũng tương tự như tại thành phố Hồ Chí Minh với trạng thái ít mưa, nắng nhiều và khô nóng. Vào buổi sáng trời còn khá mát mẻ với mức nhiệt chỉ vào ở vào khoảng là 26 đến 27 độ. Đến nửa buổi nắng lên mạnh hơn và nền nhiệt sẽ tăng dần. Càng về trưa trời càng nóng và càng khô với nhiệt độ chạm ngưỡng nắng nóng là 35 độ và độ ẩm giảm thấp chỉ còn khoảng 60%. Người dân nên hạn chế hoạt động vào lúc giữa trưa và cẩn thận trong việc sử dụng điện lửa vì hiện tượng cháy nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết đô thị. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.